Bạn muốn có một đôi lông mi dài mượt, chắc khỏe và cong đẹp nhưng bạn không biết chăm sóc mi như thế nào? Lúc này các sản phẩm dưỡng mi chính là cứu tinh cho đôi lông mi của bạn. Dưỡng mi Feg là một trong những loại sản phẩm dưỡng và chăm sóc mi số 1, đang được nhiều người tin dùng nhất hiện nay. Trong video bên dưới, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ trả lời những câu hỏi xoay quanh dưỡng mi Feg và tìm hiểu xem nó có thực sự tốt như lời đồn không nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. dưỡng mi là một sản phẩm của công ty đến từ Mỹ chuyên về các sản phẩm dưỡng Mỹ của FEG. đây là thương hiệu làm đẹp rất nổi tiếng ở Mỹ và được nhiều chị em trên thế giới tin dùng với phương châm hoạt động là tạo vẻ đẹp tự nhiên nên các sản phẩm của thương hiệu f luôn có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên vừa giúp lưu giữ tinh hoa vừa đẹp vừa khỏe mạnh dưỡng mi đang là sản phẩm hot trên thị trường hiện nay được các tín đồ làm đẹp truyền tay nhau Tuy nhiên, nhiều người vẫn khá băn khoăn về chất lượng của sản phẩm dưỡng mi FEG này. Để cảm nhận sản phẩm một cách rõ nét nhất, hãy cùng shop dưỡng mi FEG có tốt không chi tiết ở bên dưới nhé. Theo nhà sản xuất dưỡng mi FEG là sản phẩm dưỡng mi với chiết xuất từ tự nhiên 100%, gồm các thành phần chính như sodium chloride, purified water, citric acid, z-sodium phosphate, giúp dưỡng mi rất an toàn và không gây nên tình trạng dị ứng hay ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Thành phần của dưỡng mi FEG cũng không chứa paraben, sunfet, gluten, gây ảnh hưởng đến mắt của bạn. Cảm nhận của một số người dùng sau một thời gian sử dụng đó là dưỡng mi FEG giúp lông mi mọc dày và dài hơn, tinh chất serum có trong nó còn giúp mi dày, dài và làm mi có độ cong hoàn hảo, tránh tình trạng bị gãy rụng mi. Bên cạnh đó nó cũng có thể sử dụng cho lông mày để cải thiện tình trạng lông mày thưa và nhạt. Nên có thể nói là serum dưỡng mi FEG mắc là rất tốt nhé. Dưỡng mi FEG mắc hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng mi SEG mắc hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.